Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cơm Camera. Các bạn thân mến, gần đây có một cô gái người Việt Nam tên là Kim Chi, lấy chồng là người Trung Quốc. Kim Chi đang trở về thăm nhà tại thành phố Hồ Chí Minh vì mẹ cô bị bệnh và chồng cô ấy tên là Lão Thất và có con gái là Tống Bảo vẫn đang sống tại Quảng Tây Trung Quốc. Hai vợ chồng đã lập một tài khoản trên mạng xã hội dưa hấu video của Trung Quốc với tên gọi Câu chuyện về Lão Thất và Kim Chi Việt Nam. Sau khi Kim Chi về Việt Nam, Lão Thất cùng con gái ở nhà thường xuyên chia sẻ những video khi mẹ vắng nhà, khiến cộng đồng mạng Trung Quốc xót xa thay cho hai bố con khi không có mẹ bên cạnh. Vì sao mình phải nói rõ điều này? Vì một số bình luận phía sau có nhắc đến Kim Chi và Lão Thất để các bạn hiểu bình luận hơn. Gần đây, Kim Chi đã đăng tải một video với tiêu đề "Cháu trai của em họ tôi đau ốm nằm viện, may có bảo hiểm y tế, các cháu từ 1 tuổi đến 6 tuổi được khám bệnh miễn phí". Video được đăng tải từ ngày 25 tháng 7 năm 2022 đã thu hút rất nhiều lượt xem và bình luận đến từ cư dân mạng Trung Quốc. Trong video này, cô gái chia sẻ cháu trai của cô ấy đang nằm trong bệnh viện Nhi đồng Trung ương thành phố Hồ Chí Minh đã một tuần rồi chưa xuất viện. Cô ấy vào thăm cháu trai, đồng thời chia sẻ hình ảnh về bệnh viện Nhi của Việt Nam. Mời các bạn cùng xem qua một vài hình ảnh của bệnh viện. Sau đó cô ấy cùng cô em gái nói chuyện về bảo hiểm y tế của Việt Nam. Cô gái chia sẻ rằng cháu của mình mới 3 tuổi và có đăng ký bảo hiểm y tế tại Viện Nhi Trung ương nên viện phí được miễn phí 100%. Sau khi xem được video trên, netizen Trung Quốc đã bày tỏ những gì? Cơm Camera sẽ cùng các bạn tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Bảo hiểm y tế của Việt Nam rất tốt, hoàn tiền 100%. Bạn ở Trung Quốc đóng bảo hiểm thương mại cho con cũng sẽ được hoàn trả 100%. Người ta là bảo hiểm y tế quốc gia chi trả, nhiều bảo hiểm thương mại của chúng ta không được chi trả 100%, hầu hết đều là sau khi được bảo hiểm y tế chi trả thì bảo hiểm thương mại sẽ trả phần còn lại. Bệnh viện này trông rất cao giáo, khám bệnh miễn phí cho trẻ em từ 1 đến 6 tuổi, quá tận lực rồi. Bảo hiểm của Việt Nam tốt hơn bảo hiểm trong nước của chúng ta rất nhiều, ở Trung Quốc không thể miễn phí như thế này được. Bạn không thấy Abi Việt Nam nói gì à? Bệnh nhẹ miễn phí khám bệnh, bệnh nặng thì phải cần tiền, chẳng giống nhau sao? Bị cảm nhẹ không cần đi khám thì cũng sẽ tự khỏi thôi. Thừa nhận điểm tốt của người khác khó đến vậy sao? Đúng vậy, thừa nhận điểm tốt của người khác dường như khó với anh bạn này. Người bình thường có mua bảo hiểm y tế, bị ung thư cũng được miễn 80% miễn phí rồi. Không biết cô gái Việt Nam nào nói với bạn Trung Quốc này rằng bệnh nặng thì phải mất tiền. Bất kể bệnh viện to hay nhỏ, có thể miễn viện phí cũng chứng minh rằng quốc gia quan tâm đến trẻ em. Môi trường bệnh viện rất tốt, rất đẹp. Nếu tôi là Kim Chi, môi trường, cuộc sống gia đình ở Việt Nam tốt hơn so với Trung Quốc, không muốn quay trở lại cũng là điều bình thường. Theo Lão Thất cả ngày, có thể có rất nhiều năng lượng tiêu cực, cả ngày than ngắn thở dài. Môi trường bệnh viện ở Việt Nam tốt, tôi đã từng nghĩ rằng nó phải rất kém. Nhiều nơi ở Việt Nam rất tốt và họ cũng yêu thích sự sạch sẽ. Tôi đã từng đi du lịch trước đây và tôi thật sự cảm thấy rằng của cải ẩn tàng trong dân. Tất cả đều bị lừa rồi, chính là giống như cách tuyên truyền về Ấn Độ. Sài Gòn là đô thị loại 1, dù nói có tệ đi chăng nữa thì cũng là quá khứ rồi. Bệnh viện này rất đẹp, chế độ bảo hiểm y tế cho trẻ em cũng rất tốt. Nhiều vlogger Việt Nam nói rằng trình độ y tế ở Việt Nam rất kém nên họ muốn sang Trung Quốc khám bệnh. Không biết đó có phải là nói cho người Trung Quốc nghe hay không, mình rất muốn biết sự thật. Sự thật là Việt Nam đang phát triển rất tốt, nhiều cô gái Việt Nam sẽ nói những thứ mà người Trung Quốc muốn nghe. Tình trạng của bệnh viện này cũng rất tốt, chúc em bé mau bình phục. Tôi không biết đến bao giờ Trung Quốc mới có được sự đãi ngộ như thế này. Chính sách lợi dân của Trung Quốc là cách ly và đãi ngộ với những người nhiễm Covid là miễn phí, những cái khác dường như không có chính sách lợi ích đặc biệt nào dành cho người dân cả. Người Việt Nam sống hạnh phúc, ít bệnh tật, bệnh viện tại Trung Quốc lúc nào cũng đông đúc như ở chợ. Nhiều người luôn tuyên truyền rằng Việt Nam rất nghèo, y tế kém phát triển. Nhưng trong video này tôi không thấy điều đó, cảm thấy cơ sở vật chất của bệnh viện rất tốt, chế độ bảo hiểm cho trẻ em cũng rất hợp lý.
Chúng tôi không được phép đến thăm người bệnh, chúng tôi chỉ có thể giữ một người chăm sóc ở bên trong. Môi trường bệnh viện tốt. Người Việt Nam ít khi ốm đau, đi rất xa đều không thấy có nhà thuốc, Trung Quốc đi ra ngoài là thấy đầy nhà thuốc. Việt Nam hiện nay đang phát triển rất nhanh, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, lão thất sau khi hết dịch có thể cân nhắc đến Việt Nam để phát triển. Kim Chi, giải quyết tốt các loại giấy tờ đi, nếu mẹ em khỏe hơn nhiều rồi thì hãy về với lão thất càng sớm càng tốt. Bây giờ trong lòng lão thất âm u quá, lúc nào cũng thở dài, có lẽ là do chuyến xuất hành này của em đấy. Bệnh viện lớn như vậy, có không khí sang trọng, có rất nhiều bệnh nhân, hành lang chật kín người. Tôi cầu chúc cho con của em bạn mau chóng bình phục, mẹ bạn có sức khỏe tốt hơn chưa? Chúng tôi cũng rất mong bạn sớm trở lại Quảng Tây của chúng tôi. Bệnh viện này rất thoáng đãng, sang trọng và có đài phun nước, rất tốt. Bệnh viện ở Việt Nam cao sang quá, ở Trung Quốc nó cũng thuộc đẳng cấp của một bệnh viện cấp tỉnh, nên kinh tế Việt Nam phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, sắp vượt qua Trung Quốc rồi. Các bệnh viện lớn của Việt Nam không quá tải như các bệnh viện của Trung Quốc. Thực tế, bảo hiểm y tế của Việt Nam cũng rất tốt đấy. Kim Chi, tôi muốn thấy em kể những câu chuyện của em và chồng em. Đã nhiều ngày rồi tôi không thấy em nói về anh ấy. Bây giờ lão thất sức khỏe rất kém. Có lẽ anh ấy nhớ em và nghĩ đến mất ngủ rồi. Xem video của anh ấy, tôi đặc biệt lo lắng. Anh ấy có cuồng thâm mắt rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy trong thời gian dài, có thể trở thành bệnh trầm cảm. Em phải quan tâm đến anh ấy nhiều hơn mới đúng. Tôi nghĩ đây là tâm lý mẹ chồng nói chung, lo cho con trai hơn con dâu. Làm mới sự hiểu biết của chúng tôi về Việt Nam. Tống Bảo trong khoảng thời gian này cũng rất đáng thương, mau về nhà đi Kim Chi. Đó là một vài bình luận của netizen Trung Quốc, phần lớn đều là những bình luận tích cực và chúc cháu bé mau khỏi. Còn một số bình luận tỏ ra không thích mọi người khen bệnh viện hay bảo hiểm y tế tại Việt Nam thì chúng ta cứ kệ họ, đó là tâm lý không chấp nhận được mặt tốt của người khác. Còn một vấn đề đó là trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện một vài cô gái Việt Nam lấy chồng Trung Quốc. Họ thường chia sẻ những cái xấu ở Việt Nam và tâng bốc Trung Quốc vì đó là những content mà người Trung Quốc thích nghe. Có một vài cô còn nói rằng trình độ y tế ở Việt Nam rất kém, có bảo hiểm y tế cũng không muốn đến khám mà muốn sang Trung Quốc để khám chữa bệnh. Các bạn có suy nghĩ gì về những nội dung trên thì hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Nếu thấy hay đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ Ad nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.